được kính chào quý khách hàng của TCA Trung Chính Audio. Kính thưa quý vị, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, một số vị trí công việc đặc thù phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như lễ tân, thu ngân tại các ngân hàng, bưu điện, bệnh viện với nguy cơ lây nhiễm cao. Việc sử dụng kính hay các vách ngăn trong suốt để ngăn cách giữa khách hàng và lễ tân tuy đảm bảo được yếu tố phòng dịch nhưng lại bất tiện trong giao tiếp. Việc đeo khẩu trang bắt buộc theo quy định càng làm âm thanh phát ra khó nghe hơn khi nói chuyện với khách hàng. Để giải quyết vấn đề đó, TCA xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn giải pháp âm thanh giao tiếp thông qua vách ngăn rất hiệu quả và tối ưu mang tên toa NF2. NF2 là sản phẩm được hãng toa sản xuất và được TCA phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sản phẩm gồm hai phần chính, một là thiết bị base unit, hai là thiết bị sub unit. Base unit là bộ điều khiển và xử lý âm thanh có kích thước nhỏ gọn, chỉ 127x30x141mm, khối lượng 225g, nguồn điện vào 9V 0,2A. Sản phẩm được thiết kế vô cùng thẩm mỹ và sang trọng với màu trắng chủ đạo phối hợp với màu đen tại mặt điều khiển. Các nút điều khiển phía trước của thiết bị bao gồm nút tắt bật thiết bị, núm xoay chỉnh volume âm lượng của loa. Các đèn tín hiệu hiển thị trạng thái hoạt động của hai thiết bị sub unit và đèn tín hiệu nguồn. Phía mặt sau của thiết bị là các ngõ AB kết nối với hai thiết bị thu phát kèm một ngõ rec có thể kết nối với thiết bị ghi âm. Trên mỗi thiết bị sub unit được thiết kế vuông vắn nhỏ gọn, có kích thước chỉ 60x60x20, nặng 225g, được tích hợp cả loa và micro. Phía sau mỗi thiết bị được gắn nam châm hút nhau rất chặt nên dù được đặt cách nhau bởi hai mặt của tấm kính hay vách ngăn thì người dùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm, không sợ thiết bị rơi xuống đất gây hư hỏng. Theo khảo sát của nhà sản xuất toa thì có tới hơn 90% số người được khảo sát đều trả lời rằng họ thực sự gặp những vấn đề khi phải giao tiếp với khách hàng qua vách ngăn, phổ biến với các trường hợp như không nghe rõ, có lúc nghe được lúc không và có cả trường hợp là không nghe thấy gì. Nếu như sử dụng sản phẩm thiết bị âm thanh giao tiếp toa NF2, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Sản phẩm được hãng nghiên cứu và sản xuất dành riêng cho những cuộc hội thoại. Với khả năng đàm thoại hai chiều, người giao tiếp có thể đứng thẳng ngay ngắn mà không cần phải cúi người hay tiến gần vào micro khi thực hiện nói chuyện. Sản phẩm được gắn cố định và có thể dễ dàng di chuyển tại các vị trí trên vách ngăn mà không gây phiền toái cho người sử dụng. Độ cao của thiết bị có thể điều chỉnh tùy theo chiều cao của người sử dụng. Nhân viên lễ tân sẽ luôn ở trong tư thế thoải mái nhất và đẹp nhất. Trên tay cũng không cần mang thêm một thiết bị bộ đàm hay micro nào khác. Việc sử dụng khẩu trang trong khi giao tiếp cũng làm ảnh hưởng đến khả năng nghe, hiểu của nhân viên và khách hàng, nhất là những âm cao càng làm khả năng nghe trở nên khó khăn hơn. Thiết bị Bay Unit với khả năng điều chỉnh tần số cao khiến quá trình hội thoại trở nên dễ dàng hơn với mức âm lượng tối ưu. Yếu tố riêng tư cũng hoàn toàn được bảo đảm bởi loa của thiết bị phát ra âm thanh với âm lượng đủ nghe. Vâng, thưa quý khách hàng, theo khảo sát của nhà sản xuất, khi sử dụng thiết bị âm thanh giao tiếp toa NF2 thì chất lượng hội thoại được tăng lên hơn gấp 2,2 lần so với khi đeo khẩu trang và giao tiếp qua tấm kính chắn. Qua những gì TCA vừa chia sẻ, hy vọng quý vị và các bạn có thể thấy được những ưu điểm và tiện ích vượt trội của thiết bị này. Hiện thiết bị âm thanh giao tiếp đang được phân phối chính hãng tại TCA. Để được giải đáp thêm những thông tin về sản phẩm, mời quý vị liên hệ trực tiếp tới hotline ở trên màn hình. TCA xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Xin được kính chào và hẹn gặp lại. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.